Chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về một số cái hướng phát triển cho các bạn đang làm test nha. Thì đây là một cái hình tham khảo. Đó thì đây uh, uh, diễn tả một số cái hướng mình có thể là phát triển lên từ cái vị trí là test engineer hoặc là QA engineer hoặc là QC engineer. Đó thì mình gọi chung á là những cái người làm test nha. Tại vì mỗi công ty á, thì mình sẽ có những cái định nghĩa khác nhau. Có công ty là dùng QA, có công ty là dùng tester, có công ty là dùng uh, qc đó thì cái đó không quan trọng nhưng mà ý mình ở đây á là những cái vị trí mà liên quan đến kiểm thử phần mềm đó thì mình thấy á là nếu mà mình đang làm một vị trí là test engineer thì sẽ có một số cái hướng phát triển ví dụ như là mình nói là tập trung vào một số kỹ năng đi đó về technical thì mình sẽ có một số hướng ví dụ như là những cái hướng gọi là specialist tức là chuyên môn hóa ví dụ như là sau khi mà mình đã biết được manual rồi thì mình sẽ học và làm thêm một số cái uh, vị trí mà nó chuyên môn đó ví dụ như là về performance tester nè hoặc là security test đó, hoặc là những cái uh, nó mình ít gặp hơn ví dụ như là usability hoặc là uh, thông 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 dụng hơn đó là mình có thấy những cái role ví dụ như automation test đó thì những cái vị trí này mình gọi là specialist là những cái người mà có cái kỹ năng có cái kiến thức về technical tốt đó thì cái hướng này mình thấy là cũng khá là nhiều bạn chọn ha ví dụ như là sau một thời gian mình làm QA rồi đó và mình muốn tập trung vào một mảng cụ thể thôi thì mình có thể là làm về performance ha hoặc là security đó, hoặc là chuyển sang cái vị trí là automation tester ngoài ra thì cũng có nhiều bạn đó là sau khi mà mình làm test một thời gian rồi thì các bạn cũng có thể là trau dồi cái kỹ năng về lập trình để làm thêm những cái mảng liên quan đến development đó thì cái hướng này cũng là một hướng ngoài ra thì mình thấy là nếu mà không tập trung vào cái uh, kỹ thuật á, thì mình có thể là tập trung vào một số cái mảng liên quan đến sub skill ví dụ như là uh, bạn nào mà thích về quản lý thì có thể là đi theo hướng management làm cái vị trí là quản lý hoặc là mình có thể là chuyển sang một vài cái uh, vị trí khác đó, nó, nó không hẳn là test nhưng mà nó cũng sẽ dùng những cái kiến thức những cái kỹ năng của test nhiều ví dụ như là pa đó thì mình thấy được đó là từ một cái bạn junior hay là senior về test thì mình có thể là có nhiều hướng khác nhau. Có thể là chuyên mô hóa đi sâu vào kỹ thuật hoặc là mình đi sâu vào cái việc nào quản lý, management. Đó thì đây là một số cái hướng ha. Thì có thể là mình sẽ biết hết tất cả những cái kiến thức này. Tuy nhiên là để thành công trong cái công việc của mình đó thì mình có thể là tập trung vào một số cái mảng nhất định thôi. Ví dụ như là bạn nào mà thích về test và cũng thích về code thì mình có thể là làm cái vị trí là automation tester. Còn bạn nào mà thích về bảo mật về hacking an toàn thông tin thì có thể là tìm hiểu thêm cái mảng về security tester. Đó, hoặc là bạn nào mà thích uh, những cái liên quan đến hiệu năng thì có thể là làm về performance. Đó. Ngoài ra thì nếu mà mình không có sâu về kỹ thuật, không muốn đi sâu vào cái 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 phần là code thì mình hoàn toàn có thể là đi theo cái hướng quản lý. Thì lúc đó thì mình có thể là làm test lead Uh, test manager hoặc là làm hẳn uh, sang một cái role khác ví dụ BA đó thì có rất là nhiều cái hướng để cho mình có thể đi ha thì hiện tại là các công ty họ cũng phát triển uh, uh, gọi là dạng như là dual care path tức là cái um, hướng phát triển về nghề nghiệp của mình á, có thể là chọn một trong hai, đi theo mảng kỹ thuật hoặc là theo mảng quản lý thì đều được ha, thì đó là những cái hướng mà mình có thể là phát triển lên rồi thì hy vọng là những cái thông tin này á, sẽ giúp cho các bạn á, là À, hình dung được là cái bước sắp tới mình có thể là chọn một mảng nào để mà mình có thể là tập trung vào. Rồi, hy vọng là những cái thông tin này sẽ giúp ích các bạn nhiều nha. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái series khác của Test Mentor.